Chiều ngày 6 tháng 7 tại trung tâm PPF Hưng Yên, vòng chung kết U17 quốc gia Cúp Thái Sơn năm 2018 đã khép lại bằng trận chung kết giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel. Ở vòng bảng, hai đội đã từng chạm trán với nhau và khi đó, U17 Viettel đã giành chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ với tỷ số 3-0 trong một thế trận áp đảo. Và trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải này, các miếng đánh của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Minh Tiến tỏ ra khá biến hóa, khiến hàng thủ khá vững vàng của Sông Lam Nghệ An rơi vào thế bị động, chống đỡ khá vất vả. Một trong những pha tấn công sắc sảo đã mang đến bàn khai thông thế bế tắc cho Viettel ở phút 25 với pha ghi bàn của Ngọc Đức. Có được lợi thế, U17 Viettel càng chơi càng hay và ngay ở những phút đầu hiệp 2, Ngọc Tú đã đưa đội bóng nhân đôi cách biệt về tỷ số. Dù sau đó, U17 Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 86, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng xứ Nghệ làm được ở trong trận. Bởi khi thời gian trôi về những phút bù giờ cuối trận, từ một pha phản công chớp nhoáng, Hữu Nam đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Tiến trong niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện, cầu thủ và các cổ động viên đội bóng áo lính có mặt tại trung tâm PVF. Chiếc vô địch này càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây mới là lần đầu tiên Viettel lên ngôi cao nhất tại một vòng chung kết U17 quốc gia. Cảm xúc thì thật sự là rất hài lòng với vận động viên. Chúng tôi cũng quyết tâm ngay từ lúc được nhận đội và chúng tôi đã tập luyện. Có những cái ngày đổ mồ hôi thì chúng tôi có ngày vinh quang hôm nay, tôi rất hài lòng với vận động viên. Và chúng tôi cũng là thực sự là cũng đây là lần thứ 3 vào trận chung kết. Thì hôm nay thực sự tôi cũng nói với vận động viên chúng ta thi đấu cũng như thể không còn gì để mất. Các em phải làm lại và với một ý chí quyết tâm bằng mọi giá phải chúng ta tập trung và chúng ta giành cúp. Và các em đã thực hiện đúng theo những gì chúng tôi giao. Như vậy, vòng chung kết U17 quốc gia, Cúp Thái Sơn Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp với chiếc vô địch thuộc về U17 Viettel, danh hiệu Á quân thuộc về U17 Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, PVF và SHB Đà Nẵng là những đội đồng giải ba.